Thầy chào tất cả các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Phan Nhật Đức, giáo viên toán trường Trung học phổ thông Nguyễn Dục, huyện Phú Ninh. Hôm nay thầy và các em sẽ cùng nghiên cứu một chủ đề cuối cùng trong chương trình đại số và giải tích lớp 12, chủ đề số phức, được sắp xếp ở chương 4 sách giáo khoa. Trước khi đi vào nội dung chính, thầy muốn chia sẻ với các em đôi điều liên quan đến đề minh họa của Bộ Giáo dục vừa rồi, cũng như đề thi của những năm học trước. Thì như các em đã biết, đề thi trắc nghiệm môn toán là có 50 câu, trong đó có những câu thuộc chủ đề số phức. Về số lượng thì dao động từ 3 đến 5 câu. Về mức độ thì cũng tùy thuộc vào mỗi năm. Như trong đề minh họa thì chúng ta chưa thấy những câu hỏi ở mức độ vận dụng cao. Tuy nhiên trong đề thi chính thức thì chúng ta chưa biết được. Do vậy, thầy mong muốn ở các em trong quá trình học bài, chúng ta lắng nghe hết sức nghiêm túc, kỹ lưỡng, nắm vững kiến thức cơ bản và đặc biệt là luyện tập ngay sau mỗi bài học. Nếu làm được như vậy, thì thầy hy vọng là các em sẽ đạt được số điểm tốt nhất cho những câu hỏi thuộc chủ đề này. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bài học đầu tiên của chương 4. Bài học thứ nhất, số phức. Ở bài 1, thầy sẽ chia sẻ, giới thiệu đến các em 6 khái niệm. Khái niệm thứ nhất là số y, một khái niệm rất mới. Và đó là khái niệm tiền đề để xây dựng nên định nghĩa số phức. Và tiếp theo, thầy sẽ giới thiệu hai số phức bằng nhau. Và thứ tư là biểu diễn hình học số phức. Thứ năm là mô đun của số phức. Và cuối cùng là số phức liên hợp. Trong tiết học thứ nhất này, thầy trò chúng ta cùng nghiên cứu bốn nội dung đầu tiên: số y, định nghĩa số phức, hai số phức bằng nhau và biểu diễn hình học số phức. Và sau mỗi khái niệm thì chúng ta sẽ luyện tập ngay. Và bây giờ mời các em đến với khái niệm thứ nhất, số y. Thì như các em đã biết, thì phương trình bậc 2 mà có biệt số delta âm thì vô nghiệm trên tập số thực. Điển hình nhất là phương trình x bình cộng 1 bằng 0, tức là x bình bằng trừ 1. Rõ ràng trên tập số thực thì mọi số thực bình phương đều không âm, do đó phương trình này vô nghiệm trên R. Tuy nhiên, với mong muốn mở rộng tập số thực để mọi phương trình bậc n đều có nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của toán học cũng như một số lĩnh vực khoa học khác, đặc biệt là vật lý. Do vậy, người ta xây dựng ra một số mới, một khái niệm mới. Một số mới là nghiệm của phương trình này. Số này bình phương lên bằng trừ 1. Rõ ràng số mới này sẽ không có mặt trong tập R. Và đặt tên đó là số y. Như vậy, số y thỏa mãn y bình bằng trừ 1. Đây là một khái niệm rất mới đối với tất cả các em. Và thầy vừa giới thiệu đến các em khái niệm số y. Và thầy mong muốn các em về nhà tìm đọc thêm trên mạng Internet hoặc là bài đọc thêm cuối chương để các em biết sự ra đời của số y và vai trò ý nghĩa của số y đối với sự phát triển của toán học nói chung và đặc biệt là y bình bằng trừ 1 có ý nghĩa như thế nào đối với vật lý. Và chúng ta đến với khái niệm thứ hai, định nghĩa số phức. Và số phức được định nghĩa như sau. Mỗi biểu thức có dạng A cộng BI với AB là những số thực. Y bình bằng trừ 1 được gọi là một số phức. Như vậy, số phức là một biểu thức có dạng A cộng BI. Trong đó, A gọi là phần thực và B gọi là phần ảo. Như vậy là chúng ta có thể cho một số số phức. Ví dụ như là 3 cộng 4Y hay là 8 trừ 7Y hay là trừ 5 cộng 6y. Như vậy đây là những số phức. Và tương tự như thế, các em có thể cho nhiều số phức khác nữa. Và tập hợp chứa tất cả các số phức này, người ta đặt tên nó là tập C. Như vậy, hôm nay các em đã biết thêm một tập hợp số mới. Ngoài các tập N, Z, Q, Y hay là R. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem tập C và các tập hợp số đã học có quan hệ như thế nào. Và để rõ hơn định nghĩa về số phức thì chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ nhất.
điền số thích hợp vào ô trống và thầy cho một cái bảng gồm 3 nội dung: số phức, phần thực, phần ảo và 4 câu hỏi. Ở hai câu hỏi đầu tiên, thầy cho số phức và các em có nhiệm vụ tìm phần thực và phần ảo. Ngược lại, ở hai câu cuối thì thầy cho phần thực, phần ảo, các em có nhiệm vụ tìm số phức tương ứng. Và trước khi trả lời câu hỏi này thì thầy nhắc lại về số phức để các em được rõ. Số phức là biểu thức có dạng A cộng BI, trong đó A là phần thực và B là phần ảo. Như vậy với câu hỏi thứ nhất, 3 cộng 5i thì chúng ta dễ dàng xác định phần thực là 3 và phần ảo là 5. Như vậy đáp án ở đây là 3, 5. Ở câu hỏi thứ hai, số phức là 2 trừ y căn 3. 2 trừ y căn 3 là có thể được viết lại là 2 cộng với trừ căn 3 nhân y. Do vậy phần thực ở đây là 2 và phần ảo là trừ căn 3. Phần thực là 2 và phần ảo là trừ căn 3. Với câu hỏi số 3, thầy cho trước phần thực là trừ 3, phần ảo là 0. Thì số phức ở đây sẽ là trừ 3 cộng 0y. Vậy nó còn viết lại là trừ 3. Như vậy số thực trừ 3 có thể viết lại là trừ 3 cộng 0y, tức là nó trở thành số phức. Và qua đó chúng ta có nhận xét thứ nhất là mọi số thực đều là số phức với phần ảo bằng 0, tức là số thực A sẽ bằng A cộng 0y. Như vậy mọi số thực đều là số phức. Do đó tập số thực là R sẽ chứa trong tập số phức là tập C. Như vậy tập C rộng hơn tập R. Như vậy chúng ta đã biết mối quan hệ giữa tập R trước đây và tập C vừa học. Ở câu hỏi số 4, phần thực cho là 0, phần ảo là 5. Thì số phức ở đây sẽ là 0 cộng 5y. Và trong trường hợp số phức mà có phần thực bằng 0 thế này thì người ta còn gọi nó là số thuần ảo. Thuần ảo tức là không có phần thực. Phần thực bằng 0. Như vậy ta cho chú ý thứ hai. Số phức có phần thực bằng 0 thì được gọi là số thuần ảo. BI tức là 0 cộng BI. Và đặc biệt đối với số y thì y là bằng 0 cộng 1y. Nên số y còn được gọi là đơn vị ảo. Các em chú ý điều này. Mời các em đến với ví dụ số 2. Thầy cho các em tiếp cận những câu hỏi ở dạng trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất. Số phức z bằng 2 trừ 3y có phần ảo là. Như vậy 2 trừ 3y tức là 2 cộng với trừ 3 nhân y. Như vậy phần ảo ở đây sẽ là trừ 3 và chúng ta chọn đáp án B. Nhẹ nhàng đúng không ạ? Câu hỏi số 2. Số phức z bằng trừ 5 trừ 2y có tổng phần thực và phần ảo bằng. Như vậy trừ 5 trừ 2y thì phần thực là trừ 5, phần ảo là trừ 2. Do vậy tổng này sẽ bằng trừ 7 và chúng ta chọn đáp án D. Câu hỏi số 3. Số phức nào sau đây là số thuần ảo? Vậy các em nhớ lại khái niệm số thuần ảo. Số thuần ảo là số có phần thực bằng 0, tức là 0 cộng BI. Như vậy quan sát 4 đáp án trên thì ta thấy rõ ràng số thuần ảo ở đây xuất hiện ở đáp án C. Ta chọn đáp án C. Như vậy chúng ta đã vừa trải qua hai ví dụ 1 và 2. Chúng ta đã nắm vững khái niệm về số phức, phần thực, phần ảo và số thuần ảo. Bây giờ thầy mời các em đến với khái niệm thứ ba, số phức bằng nhau. Thầy cho hai số phức A cộng BI và C cộng DI. Hai số phức này được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi phần thực và phần ảo tương ứng bằng nhau. Nghĩa là A bằng C và B bằng D. Các em hết sức chú ý về điều kiện bằng nhau của hai số phức này và được áp dụng rất nhiều về sau. Và chúng ta sẽ đến với ví dụ số 3. Đây là câu hỏi tự luận. Tìm các số thực x và y biết 3x cộng 5 cộng 2y trừ 1 nhân y bằng x cộng 1 trừ của y trừ 5 nhân y. Quan sát vế trái, ta thấy vế trái là một số phức
có phần thực là 3x cộng 5 và phần ảo là 2y trừ 1. Vế phải là hoàn toàn tương tự, cũng là một số phức với phần thực là x cộng 1 và phần ảo là trừ của y trừ 5. Và như chúng ta đã biết, hai số phức bằng nhau khi và chỉ khi phần thực bằng phần thực và phần ảo bằng phần ảo. Do vậy, ta sẽ có hệ phương trình 3x cộng 5 bằng x cộng 1 và 2y trừ 1 bằng trừ của y trừ 5. Ở đây, hai phương trình đều là một ẵng. Chúng ta có thể chuyển ẵng về vế và hệ số tự do về một vế và dễ dàng giải được x bằng trừ 2 và y bằng 2. Và tiếp theo, thầy mời các em đến với ví dụ số 4, trải nghiệm những câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất. Hai số phức x cộng 2y trừ 1 nhân y và 3 trừ y bằng nhau thì tổng x cộng y bằng A 3, B trừ 3, C 5 và D 4. Thì ta thấy số phức thứ nhất x cộng 2y trừ 1 nhân y thì phần thực là x, phần ảo là 2y trừ 1. Số phức thứ hai 3 trừ y tức là phần thực là 3 và phần ảo là trừ 1. Do vậy, ta sẽ có phần thực bằng phần thực, tức là x bằng 3. Phần ảo bằng phần ảo, tức là 2y trừ 1 bằng trừ 1. Và ta tìm được y bằng 0. Và yêu cầu bài toán là tìm tổng x cộng y. Thì trong trường hợp này, x cộng y bằng 3. Rất đơn giản. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Tìm các số thực x và y, biết x cộng y trừ 1 bằng 3x trừ 2 cộng x cộng y trừ 5 nhân y. A là x bằng 3, y bằng 2. B là x bằng 2, y bằng 3. C thì x bằng trừ 3, y bằng trừ 2. D thì x bằng trừ 2 và y bằng trừ 3. Và với điều kiện bằng nhau của hai số phức thì chúng ta cũng có lý luận tương tự. Xong chúng ta xác định vế trái x cộng y trừ 1 vốn nó là số thực thì phần ảo sẽ bằng 0. Do vậy ở đây chúng ta sẽ có hệ là x cộng y trừ 1 bằng 3x trừ 2 và 0 là bằng x cộng y trừ 5. Và đây là hệ phương trình mà ở mỗi phương trình là bậc nhất hai ẵng. Thì các em chuyển x y về một vế và hệ số tự do về một vế và có thể dùng máy tính cầm tay hỗ trợ để giải hệ này. Khi sau khi chuyển vế thì ta sẽ có được kết quả là 2x trừ y bằng 1 và phương trình dưới sẽ là x cộng y bằng 5. Và giải hệ này thì chúng ta tìm được kết quả x bằng 2, y bằng 3 và chúng ta sẽ chọn đáp án B. Và như vậy chúng ta đã kết thúc hai câu trắc nghiệm ở ví dụ 4. Và như thế các em cũng đã nắm rất là vững về điều kiện của hai số phức bằng nhau. Và bây giờ chúng ta đến với khái niệm thứ tư là biểu diễn hình học của số phức. Thì trước khi giới thiệu biểu diễn hình học của số phức là như thế nào, thì thầy mời các em quay lại ví dụ một khi nãy. Ví dụ một khi nãy là thầy cho một bảng dữ liệu là có bốn số phức. Và số phức thứ nhất 3 cộng 5y. Các em đã tìm được phần thực là 3, phần ảo là 5. Như vậy nó xác định một cặp số thực. Ở đây là 3, 5. Số phức thứ hai 2 trừ 3y. Phần thực là 2, phần ảo trừ 3. Và nó đã xác định một cặp số thực là 2 trừ 3. Ở hai câu còn lại, khi nãy thầy cho cặp số thực là phần thực, phần ảo thì đã xác định số phức. Và do đó ta thấy là số phức trừ 3 cộng 0y thì ứng với cặp số thực là trừ 3, 0. Ở câu cuối cùng, hai số thực 0, 5 xác định một số phức, đó là 0 cộng 5y và cặp số thực của chúng ta ở đây là 0, 5. Quan sát lại toàn bộ bốn câu này thì chúng ta thấy mỗi số phức là ứng với một cặp số thực. Và một cặp số thực thì xác định một số phức. Và nhìn các cặp số thực này thì người ta sẽ liên tưởng đến gì?
các em sẽ nghĩ đến gì? Đó là điểm trong mặt phẳng tọa độ, đúng không? Và chính vì thế mà người ta dùng điểm trong mặt phẳng tọa độ để biểu diễn cho số phức. Và khái niệm đầy đủ như sau. Mẫu số phức Z bằng A cộng BI được biểu diễn bởi một điểm M tọa độ AB trong mặt phẳng tọa độ OXY. Và các em theo dõi hình ảnh minh họa. Và ta thấy hoành độ điểm M là A biểu diễn cho phần thực. Nên vậy trục hoành còn gọi là trục thực. Đó là một cái tên gọi mới. Và tương tự tung độ điểm M là B là biểu diễn cho phần ảo. Nên người ta còn gọi trục tung là trục ảo. À, mặt phẳng mà dùng để biểu diễn tất cả các số phức như thế thì người ta còn gọi nó là mặt phẳng phức. À, các em cũng cần biết cụm từ này. Và để rõ hơn vấn đề tương quan giữa số phức và một điểm trong mặt phẳng tọa độ, tức là biểu diễn hình học của số phức trên mặt phẳng tọa độ, à, mời các em đến với các bài tập sau. Ví dụ số 5 là câu hỏi trắc nghiệm thứ nhất. Cho số phức Z bằng trừ 3 cộng 2y, điểm nào trong mặt phẳng tọa độ cho ở hình bên là điểm biểu diễn hình học của Z? A là M, B là N, C là F và D là O. O là góc tọa độ. Vậy ta đọc lại đề, ta thấy Z bằng trừ 3 cộng 2y thì điểm biểu diễn của Z ở đây sẽ có tọa độ là trừ 3, 2. Và quan sát mặt phẳng tọa độ, điểm có hoành độ trừ 3, tung độ bằng 2 thì rõ ràng đó hoành độ trừ 3, tung độ bằng 2. Đó chính là điểm N. Và như vậy chúng ta chọn đáp án B. À, rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Thầy mời các em đến với câu hỏi số 2. Gọi MNPQ lần lượt là các điểm biểu diễn cho các số phức 8 trừ 7y trừ bi cộng 5, 1 trừ căn 2 trừ y căn 3 và 5y. Câu hỏi: trong 4 điểm nêu trên, điểm nào thuộc góc phần tư thứ ba của mặt phẳng tọa độ? À, các em lưu ý, người ta đang hỏi MNPQ điểm nào là thuộc góc phần tư thứ ba của mặt phẳng tọa độ. Thế để trả lời được câu hỏi này thì các em nhớ lại về các góc phần tư của mặt phẳng tọa độ. Thì hai trục OX và OY chia mặt phẳng ra làm bốn góc và người ta đã được đặt thứ tự 1, 2, 3, 4 theo quy ước. Và biết thêm một thông tin nữa, điểm mà thuộc góc phần tư thứ nhất thì tọa độ như thế nào? Thì các em biết điểm mà thuộc góc phần tư thứ nhất thì hoành độ dương, tung độ dương. Ở góc phần tư thứ hai thì hoành độ âm, tung độ dương. Tương tự góc phần tư thứ ba thì cả hoành độ và tung độ đều nhận giá trị âm. Chúng ta chú ý ở góc phần tư thứ ba, hoành độ và tung độ đều âm. Ở góc phần tư thứ tư thì hoành độ dương, tung độ âm. Và câu hỏi ở đây là điểm nào nằm ở góc phần tư thứ ba? Thì ta lần lượt tìm tọa độ các điểm MNPQ từ giả thuyết. Số phức thứ nhất 8 trừ 7y. M biểu diễn cho số phức này thì điểm M sẽ có tọa độ 8 trừ 7. 8 trừ 7 hoành độ 8, tung độ trừ 7 thì M thuộc góc phần tư thứ tư, không phải là đáp án đúng. Số phức thứ hai trừ bi cộng 5. Và chúng ta biết đây là một số thực dương. Mà số thực thì phần ảo bằng 0. Do vậy trong trường hợp này, điểm N biểu diễn cho số phức này thì N sẽ có tọa độ là trừ bi cộng 5, 0. Trừ bi cộng 5, 0 là một điểm nằm trên tia dương của trục OX. Và cũng không phải là đáp án chúng ta lựa chọn. Số phức thứ ba 1 trừ căn 2 trừ y căn 3 thì cũng chính là 1 trừ căn 2 cộng với trừ căn 3 nhân y. Và điểm phê biểu diễn cho số phức này thì điểm phê sẽ có tọa độ 1 trừ căn 2 và tung độ là trừ căn 3. Và ta biết 1 trừ căn 2 là một số thực âm. Trừ căn 3 cũng là một số thực âm. Do vậy hoành độ và tung độ đều âm, như thế điểm phê sẽ thuộc góc phần tư thứ ba. Và đây sẽ là đáp án mà chúng ta lựa chọn. Tuy nhiên thầy cũng nói thêm về số phức cuối cùng 5y.
Nam y là số thuần ảo, vậy phần thực bằng không. Quy biểu diễn cho số phức này thì quy có tọa độ là 0, 5 và nó thuộc tia dương của trục tung. Và đáp án lựa chọn của chúng ta là đáp án D. Như vậy chúng ta đã trải qua câu hỏi thứ hai ở ví dụ 4. Và bây giờ thầy mời các em đến với ví dụ 6. Câu hỏi tự luận. Tìm tập hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z có phần thực bằng trừ 2. Như vậy là biểu diễn số phức z có phần thực bằng trừ 2. Vậy phần thực bằng trừ 2 thì A bằng trừ 2. Mà A bằng trừ 2 thì số phức z này sẽ là trừ 2 cộng BI. Và M là điểm biểu diễn cho z. Nếu thầy đặt M là điểm biểu diễn cho z thì M sẽ có tọa độ là trừ 2B. Đọc lại đề thì ta thấy là số phức này có phần thực bằng trừ 2 mà không nói gì về phần ảo. Thì điều đó có nghĩa B thuộc R. Và điểm M có hoành độ trừ 2, tung độ là B với B thuộc R. Thì điểm M nằm ở đâu trong mặt phẳng tọa độ? Và chúng ta sẽ vẽ mặt phẳng tọa độ ra. Và các em theo dõi. Hoành độ bằng trừ 2. Tung độ là thuộc R. Tức là tung độ này có thể âm, có thể dương. Như thế thì rõ ràng điểm M này sẽ chạy trên đường thẳng song song với trục tung. Các trục hoành tại điểm có hoành độ bằng trừ 2. Và ta kết luận tập hợp các điểm M biểu diễn cho Z là đường thẳng D có phương trình x bằng trừ 2. À, và qua ví dụ này thì các em thấy một số phức có phần thực bằng trừ 2 thì sẽ ứng với một điểm nằm trên đường thẳng D. Và ngược lại, một điểm trên D thì sẽ xác định một số phức có phần thực bằng trừ 2. Và chúng ta đến với ví dụ số 7. Tính diện tích phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm biểu diễn các số phức có phần thực và phần ảo đều thuộc đoạn trừ 3, 3. Và chúng ta chú ý vào giả thuyết là phần thực và phần ảo đều thuộc đoạn trừ 3, 3. Như vậy, nếu như thầy đặt z bằng x cộng y với x y thuộc r thì m sẽ có tọa độ là x y, nó sẽ là điểm biểu diễn của số phức z. Và đề nói rằng là phần thực thuộc đoạn trừ 3, 3. À, thuộc đoạn này thì x sẽ lớn hơn bằng trừ 3 và bé hơn bằng 3. Và hoành độ x của điểm M lớn hơn bằng trừ 3 và bé hơn bằng 3. Thì điểm M nằm ở đâu trong mặt phẳng tọa độ? Thì rõ ràng là M sẽ nằm giữa hai đường thẳng x bằng trừ 3 và x bằng cộng 3, tức là M ở trong cái miền phẳng này. Hoàn toàn tương tự, phần ảo cũng thuộc đoạn trừ 3, 3. Tức là y lớn hơn bằng trừ 3 và bé hơn bằng 3. Thế hoàn toàn tương tự, m cũng sẽ nằm giữa hai đường thẳng y bằng trừ 3 và y bằng cộng 3. À, m ở trong miền phẳng này. Và em thấy rằng là điều kiện này là đồng thời xảy ra. Phần thực và phần ảo cùng thuộc đoạn trừ 3, 3. Do vậy, x nằm trong đoạn trừ 3, 3. Y cũng nằm trong đoạn trừ 3, 3. Thì rõ ràng M phải nằm vào trong hình vuông giới hạn bởi bốn đường thẳng này. Đấy. Và như thế ta suy ra điểm M thuộc hình vuông giới hạn bởi bốn đường thẳng x bằng cộng trừ 3 và y bằng cộng trừ 3. Và đề yêu cầu tính diện tích phần mặt phẳng. Lúc này chính là tính diện tích của hình vuông này. Mà diện tích hình vuông như các em đã biết thì S sẽ bằng cạnh bình phương. Và quan sát hình vuông này thì ta dễ dàng thấy được cạnh của hình vuông là bằng 6. Do vậy, diện tích cần tìm S bằng 6 bình bằng 36 đơn vị diện tích. Và như thế chúng ta đã trải qua 3 ví dụ trong phần biểu diễn hình học của số phức. Và các em đã biết được mối quan hệ giữa số phức với điểm trên mặt phẳng tọa độ. Đây là quan hệ 1-1. Một số phức ứng với một điểm xác định một số phức. Và chúng ta cũng đã trải qua bốn khái niệm. Các em đã được thầy giới thiệu bốn khái niệm: số y, định nghĩa về số phức, hai số phức bằng nhau và biểu diễn hình học của số phức. Và trước khi khép lại tiết 1 ở đây thì thầy sẽ dành cho các em một số bài tập tự luyện. À, bài 1
sẽ là có 3 câu hỏi tự luận. Bài 2 cũng là 3 câu hỏi. Và những câu hỏi này là cũng sẽ có một số là cùng dạng với những ví dụ mà chúng ta đã làm việc trong quá trình học bài ở tiết này. Do vậy thì hy vọng các em về nhà luyện tập thêm những bài tập này thì các em sẽ nắm vững 4 khái niệm đầu tiên trong bài học thứ nhất. Và tiết học thứ nhất của chúng ta tạm khép lại tại đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục bài học này ở tiết thứ hai. Thầy chào các em.